Để có được 1 tỷ đồng mỗi tháng, bạn cần tiết kiệm bao nhiêu? Cùng Trang đi vào phân tích. Trang mục tiêu là 1 tỷ đồng và bạn bắt đầu từ năm 22 tuổi với cái mức sinh lợi nhuận trung bình là 8%. Mức này không có, bạn có thể dựa tiền tiết kiệm cũng đã đạt được mức này rồi. Vậy thì khoản tiền mỗi năm mà bạn cần tích lũy đó là 26.702.000 đồng. Mỗi tháng bạn chỉ cần tiết kiệm là 2,2 triệu. Thì đến năm 40 tuổi thì bạn sẽ có 1 tỷ đồng. Nếu như bạn đang ở độ tuổi là 25 tuổi, mong muốn sở hữu 1 tỷ đồng thì bạn sẽ cần tiết kiệm bao nhiêu mỗi tháng? Cũng với công thức trên, bạn chỉ cần tiết kiệm là 3.069.000 đồng. Sau 15 năm bạn cũng sẽ có 1 tỷ đồng. Tương tự, nếu như bạn đang ở độ tuổi là 30 thì bạn cần tiết kiệm số tiền là 5.752.000 đồng. Và tiếp theo, nếu như bạn đang là 35 tuổi thì bạn chỉ cần tiết kiệm 14.204.000 đồng. Qua bảng tính như trên, việc sở hữu 1 tỷ đồng không hề khó, phải không các bạn? Và số tiền đó sẽ gia tốc nếu như bạn lựa chọn được một kênh đầu tư với tỷ suất lợi nhuận lớn hơn là 8%. Nhiều người có số tiền 500 hay 600 triệu chắc chắn họ sẽ đi đầu tư vào việc bất động sản. Sau khoảng thời gian vài năm có thể là nó sẽ tăng lên 2 tỷ hoặc là 3 tỷ đồng. Và nếu không thì cứ tiết kiệm với lãi suất 8% là bạn đã có 1 tỷ trong tay rồi nhé.